lại thêm 14 người ra đi do hỏa hoạn, Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh phải từ chức. Giữa lúc chính trường Việt Nam có nhiều chỉ dấu cho thấy cuộc chiến cung đình đang giảm nhiệt nhanh chóng, dẫu rằng không dễ dàng chấm dứt, thì Hà Nội lại xảy ra một vụ cháy làm 14 người phải ra đi. Lúc này, tân Chủ tịch nước Việt Nam Đại tướng Công an Tô Lâm vừa kết thúc lời tuyên thệ chưa được bao lâu. Tờ báo Việt Nam Express Online vào ngày 24 tháng 5 đưa tin cháy ở Trung Kính, Hà Nội, 14 người ra đi. Bản tin cho hay khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày 24 tháng 5 tại ngôi nhà trọ 5 tầng ở ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng. Đám cháy khởi nguồn từ tầng 1 là nơi kinh doanh và sửa chữa xe đạp điện. Nguyên nhân ban đầu có thể xuất phát từ chập cháy xe đạp điện. Đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng. Cách đây hơn 8 tháng, đêm ngày 12 tháng 9 năm 2023, tại một chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, cũng xảy ra tai nạn tương tự, khiến 56 người phải ra đi và 37 người bị thương. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến tỏ ra bất bình khi cho rằng vẫn là ngõ nhỏ, phố nhỏ, xe cứu hỏa không thể tiếp cận, vẫn là tầng 1 chứa xe, vẫn là không lối thoát mỗi khi xảy ra cháy. Tại sao câu chuyện này cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy? Đáng chú ý, một số ý kiến thắc mắc về trách nhiệm không chỉ riêng với chính quyền địa phương mà cả trách nhiệm của chính phủ. Theo đó, các nạn nhân có lẽ vẫn là những người đang chật vật áo cơm, vẫn chưa thể có một ngôi nhà cho mình. Trong khi đó, gói đầu tư 120.000 tỷ đồng nhà xã hội chính phủ tính tới ngày 25 tháng 10 năm 2023 mới giải ngân được có vẻn vẹn 83 tỷ đồng. Facebook Phương Ngô, một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, trong status tiếp thêm 14 người ra đi đã cảm thán như sau: cháy nhà trọ tại Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, 14 người ra đi, rồi cũng sẽ là chủ nhà chịu trách nhiệm và cũng là tiền quyên góp từ xã hội để hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân. Cơ quan chức năng sẽ không có hướng giải quyết nào khác để rồi dăm 3 tháng lại tiếp tục có những vụ cháy thương tâm. Không có bất kỳ lãnh đạo nào cần phải chịu trách nhiệm, mạng người rẻ quá mà nghèo là cái tội. Điều đáng nói, đây là vụ cháy thảm khốc thứ hai xảy ra Hà Nội sau vụ cháy vào hồi tháng 9 năm 2023 tại quận Thanh Xuân khiến 56 người ra đi. Song không hề có biểu hiện cho thấy chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng có sự thay đổi cần thiết để đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân đang trú ngụ tại các nhà trọ ở các ngõ hẹp không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy nổ. Mới đây, Đài Á Châu Tự Do đã dẫn lời ý kiến của luật sư Lê Quốc Quân, người từng sinh sống ở gần khu vực xảy ra hỏa hoạn gây chết 14 người, hiện đang định cư tại Hoa Kỳ. Luật sư Quân bày tỏ nỗi đau khi nghe tin thông tin trên và dự báo vấn đề phòng cháy chữa cháy ở khu vực nội đô Hà Nội sẽ khó được cải thiện trong thời gian tới. Luật sư Lê Quốc Quân cho biết như sau: luật pháp không nghiêm, chậm hơn thực tế phát triển, loại hình chung cư mini vẫn chưa được định nghĩa rõ ràng theo pháp luật. Người ta đã bàn bạc về nó nhiều sau vụ cháy làm 56 người ra đi vào hồi năm ngoái, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có bước tiến triển nào. Do xây dựng tràn lan, không có kế hoạch và tham nhũng làm cho các vi phạm được hợp thức hóa, nên càng khó khăn cho công tác phòng cháy, chữa cháy. Mới nhất vào ngày 18 tháng 5, ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quy định 144 về cái gọi là chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Theo đó, quy định số 144 ngoài việc nhấn mạnh việc đảng viên phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và còn nhấn mạnh việc cán bộ, đảng viên cần thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín. Công luận đặt ra câu hỏi cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh rằng ông Thanh có biết quy định số 144 và có văn hóa từ chức hay không khi để liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm hàng chục người chết và bị thương đến như vậy. Ông Dương Trung Quốc, nguyên đại biểu Quốc hội Việt Nam nhiều khóa thì cho rằng yếu tố từ chức chưa đi vào thực hiện được, chưa đi vào tập quán chính trị xã hội của lãnh đạo Việt Nam, bởi họ không cần quan tâm đến dư luận xã hội vì họ do Đảng cử và chỉ định chứ không phải do sự lựa chọn của nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin lại thêm 14 người ra đi do hỏa hoạn. Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh có phải từ chức hay không? Vì sao sự nổi loạn của Tô Lâm trước Tổng Trọng là cái chết đã được báo trước? Vào ngày 22 tháng 5, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước. Đây rõ ràng là sự kiện được đánh giá là một khúc ngoặt rất quan trọng.
Theo giới quan sát, sự kiện này sẽ chấm dứt cuộc nổi loạn của Tô Lâm trong nhiều tháng vừa qua và đã đến lúc ông cần thời gian để chuẩn bị cho một thời kỳ hậu Tô Lâm. Cách đây không lâu, mâu thuẫn trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết sức sâu sắc tới mức gần như mất kiểm soát. Bộ Công an của Bộ trưởng Tô Lâm tả Sùng Hữu Đột như trốn không người, bắt rất nhiều các quan chức từ cấp thấp đến cấp cao và rất cao. Nhà báo David Hood đã đưa ra nhận xét như sau: những nỗ lực tưởng chừng đáng khen nhằm diệt tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam nay đã trở thành những trò ăn thịt lẫn nhau, thật cay đắng. Ông David Hood so sánh chuyện ông Thưởng, ông Huệ, nhân vật hiếm hoi, được đánh giá là có năng lực nhất trong số đó, có các ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế Tổng Bí Thư. Và ông nói tiếp, mọi thứ trong nội bộ của Đảng nay là một tiến trình rõ ràng, còn thú nào quyền lực nhất sẽ ăn thịt đồng loại để chiếm chỗ. Tuy nhiên, sự góp mặt của ông Tô Lâm vào tứ trụ đã khiến cho giới quan sát chính trị Việt Nam trong nước và quốc tế không thể giải thích nổi. Bộ trưởng Tô Lâm đang đóng vai trò gì trong cuộc chiến vương quyền hiện nay? Theo giới phân tích, cuộc đảo chính cung đình này, cái gọi là sự khởi đầu của chiến dịch ván bài lật ngửa của ông Tô Lâm và ban lãnh đạo Bộ Công an, là sự thất bại hay là một cái chết đã được báo trước? Với lý do ông Tô Lâm đã không đánh giá được thực chất sức mạnh của bản thân và phe cánh của ông. Theo đó, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ Tham mưu của ông đã đánh giá sai tình hình. Họ đơn giản cho rằng Bộ Công an với một kho tàng thư Big Data chứa các bộ hồ sơ đen của các quan chức khắp nơi từ trung ương đến địa phương thì luôn có thể sử dụng nó để mà lấn át. Nhưng Tô Lâm đã nhầm, bởi vì sức mạnh thật sự của ông đến từ quyền lực của Bộ Công an. Ngược lại, điểm yếu chết người của ông chính là vấn đề phe phái. Bộ Công an và ông Tô Lâm hầu như không có liên minh. Hơn nữa, nội bộ Bộ Công an còn chia năm xẻ bảy, thiếu tính đoàn kết và thống nhất. Theo giới phân tích, không phải đến bây giờ sau khi đã thất bại trước Tổng Trọng thì ông Tô Lâm mới biết những điều vừa kể trên. Mà ông đã phát hiện ra kể từ khi có những dấu hiệu biểu hiện của sự thất thế để thối lui và chơi bài hai mặt. Còn nhớ tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng 4, ngày 4 tháng 5, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, nói rằng khi lãnh đạo Ban chuyên án báo cáo Tổng Bí Thư về một số vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo, Tổng Bí Thư đã khen ngợi Bộ Công an quyết tâm, quyết liệt và đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tướng Sô còn cho biết thêm, Tổng Bí Thư cũng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm, quyết liệt hơn, theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Điều này cho thấy ông Tô Ân Sô đang cố gắng chứng minh với công luận rằng những xáo trộn lớn trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam gần đây và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ đạo thực hiện trong vai trò chống tham nhũng là theo chỉ đạo của ông Tổng Bí Thư, không có vùng cấm, không có ai ngoại lệ. Chú Tô Lâm hoàn toàn không có chuyện tranh quyền đoạt vị của Tổng Trọng, cũng như thế lực thù địch kích động và cố tình gây chia rẽ nội bộ đảng. Giới quan sát đã đưa ra nhận định, ông Tô Lâm và phe cánh của ông đang sử dụng đá bài hai mặt trong canh bạc vương quyền nhằm che mắt thiên hạ. Nhưng nhiều khả năng đó là những biểu hiện thất thế của ông ta và bộ tham mưu. Cũng xin nhắc lại, sự nổi giận của Tô Lâm được cho là xuất phát từ sự tham quyền cố vị của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng đã không giấu giếm tham vọng muốn ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí Thư ở nhiệm kỳ thứ tư. Đến hôm nay, cuộc chơi đã tạm dừng, nhưng khả năng cao ông Tô Lâm và ban lãnh đạo của Công an sẽ bị xóa bài và làm lại từ đầu. Phe cánh của Bộ Công an hay phe của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tuy thất thế nhưng chưa thất bại hoàn toàn. Ngoài ra, các phe cánh và nhiều lãnh đạo trong đảng cũng đang ở trong một tâm trạng ấm ức trùng. Vì thế, tình trạng mất đoàn kết và đấu đá tranh giành quyền lực sẽ không có hồi kết và có thể dẫn tới tình trạng bất ổn trầm trọng tới mức Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sụp đổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Vì sao sự nổi loạn của Tô Lâm trước Tổng Trọng là cái chết đã được báo trước. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.